Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng MTP, sản phẩm của những kỷ lục. Tối ngày 5 tháng 7, sản phẩm mới mang tên Có chắc yêu là đây đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng MTP đã chính thức được ra mắt, đã được cho mình rất nhiều những thành tích và kỷ lục cả trong và ngoài nước, khiến người hâm mộ không khỏi tự hào. Được biết, nam ca sĩ đã phá đảo chính mình ở nhiều thành tích như trở thành MV Việt Nam có lượt xem công chiếu nhiều nhất với 901.000 view và cũng lọt top 4 toàn thế giới ở thành tích này. Sản phẩm nhanh chóng đạt 10 triệu view chỉ sau đúng 3 tiếng khi Hãy trao cho anh trước đó đã mất 3 tiếng 17 phút, chính thức trở thành MV V-pop có tốc độ top 1 trending nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại khi chỉ mất khoảng thời gian là hơn 4 tiếng. Nếu như Hãy trao cho anh sau 12 tiếng mang về cho mình 11,8 triệu view thì MV comeback lần này đã ghi nhận đến hơn 12,3 triệu view cùng hơn 1 triệu lượt thích và hơn 244.000 lượt bình luận. Không chỉ vậy, theo thông số real time từ Google Analytics, lượt view sau 12 giờ của chàng trai đã chạm mốc 13,4 triệu lượt xem. Không dừng lại ở đó, ở bảng xếp hạng iTunes Việt Nam, Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng MTP cũng xuất sắc vượt qua How You Like That của Blackpink và Big City Boy của Beans để chiếm giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng iTunes Top Song, trở thành ca khúc có lượng tiêu thụ bản điện tử cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, theo thống kê của Kwork, sau 12 giờ lên sóng, sản phẩm mới của nam ca sĩ đã xuất sắc đứng top 1 những MV được xem nhiều nhất khu vực châu Á chỉ trong 24 giờ. Ở mặt trận thế giới, ca khúc này cũng ghi nhận cho mình vị trí thứ 2 MV được xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ qua khi nhanh chóng vượt qua siêu phẩm How You Like That của Blackpink. Sản phẩm comeback lần này của Sơn Tùng MTP cũng lọt top trending ở nhiều quốc gia khác như top 1 trending Canada, vị trí thứ 4 trending ở Úc, vị trí thứ 6 trending ở Hàn Quốc và Mỹ, vị trí thứ 8 trending tại Đài Loan. Vào thời điểm phát hành, sản phẩm đã ghi nhận con số 901.000 người xem cùng lúc, chính thức có mặt trong top 4 những MV có lượt xem công chiếu nhiều nhất thế giới, vượt qua cả Thank You Next của Ariana Grande. Rõ ràng, độ phủ sóng của Sơn Tùng MTP cùng những sản phẩm mới của chàng trai này là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn nhận được những ý kiến trái chiều. Theo đó, nếu như các MV của Sơn Tùng MTP từng gắn với thương hiệu không rõ lời và phải nghe đi nghe lại nhiều lần, thì Có chắc yêu là đây cũng không hề là ngoại lệ. Có nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng phải mở phụ đề tiếng Việt mới hiểu, hay dù khen Sơn Tùng đẹp trai nhưng hát gì thì nghe không ra. Không chỉ vậy, hình ảnh trong MV lần này cũng được xem là khá kém chất lượng và không có sự đầu tư đem lại cảm giác đã mắt như những màn comeback trước. Cư dân mạng cũng có phần hụt hẫng nhẹ khi Có chắc yêu là đây không đáp ứng được kỳ vọng sau một năm dài chờ đợi. Còn bạn nghĩ sao về sản phẩm mới này của Sơn Tùng? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình bên dưới phần comment nhé!